rồi má gì nha, sắp là chết luôn á. Lúng túng lang thang là cái mẹ làm được nhiều việc. Xin được chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với sân bóng đá Quang Trung. Và trước mắt chúng ta sẽ là trận giao hữu bóng đá giữa hai đội bóng đều là những cựu học sinh của trường Trung học phổ thông Nguyễn Du. Những người anh em Sài Gòn sẽ gặp những người anh em Châu Đức. Đây đều là những học sinh, cựu học sinh của ngôi trường Nguyễn Du ở trên quê hương của huyện Châu Đức chúng ta. Nhưng có những người sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay trong ngày đại lễ mừng Quốc khánh 2 tháng 9 của nước Việt Nam, các cựu học sinh đã tổ chức trận giao hữu bóng đá mang tên Tình Anh Em. Và những học sinh này là những học sinh của trường Nguyễn Du niên khóa 1999-2002. Chúng ta cũng nhận thấy được sự kết nối của những cô học sinh đã rời xa mái trường từ rất lâu rồi. Thế nhưng hôm nay trong một ngày lễ đặc biệt quan trọng thì họ đã kết nối để có một trận bóng đá giao hữu tại sân Quang Trung. Và xin mời quý vị và các bạn đến với trận đấu này. Đã xem trong trận đấu này các cầu thủ anh em Châu Đức trong trang phục áo bích màu vàng, và phần sân còn lại những người anh em Sài Gòn trong trang phục màu xanh. Chúng tôi xin nhắc lại, đây đều là những người con của mảnh đất Châu Đức để học tại ngôi trường Trung học phổ thông Nguyễn Du. Và các anh em trong đội bóng Sài Gòn là những người đang sinh sống và làm việc tại mảnh đất thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay trở về đây trong dịp nghỉ lễ 29 để có một trận đấu đầy ý nghĩa, kết nối tình anh em. Và trận đấu đã được bắt đầu. Bóng đang trong chân của các thủ Sài Gòn. Đây là Duy Điệu. Hùng Tốt Bà đã lấy được bóng rồi. Và tổ chức tấn công của các thủ anh em Sài Gòn. Chúng ta thấy được thằng Thanh Lợi, Phước Lợi. Anh đã bị rớt cái chiếc mũ và anh đã quyết định không sử dụng nó nữa để có thể sử dụng cái đầu của mình tốt hơn và nguy hiểm hơn trong những pha bóng mỏng. Và tổ chức tấn công của các cầu thủ đang sẽ gọn không được rồi. Chúng tôi cũng chưa nắm được hết danh sách thi đấu của hai đội, nên thành phần thi đấu chúng ta sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn sau. Bóng lại trở về những các cầu thủ Sài Gòn. Một pha một cú sút. Bóng vừa đi lướt qua khung thành của thủ môn Minh Phương bên phía Châu Đức.
Và lúc này các anh em Sài Gòn sẽ được hưởng quả đá phạt góc bên phía cánh trái theo hướng tấn công của đội mình. Hùng Rút Bà vừa có một pha đá đầu để phá bóng và treo bóng tiếp theo và bắt bóng như một vận động viên bóng chuyền. Đó là của thủ môn Minh Phương. Và câu điều thú vị rằng thủ môn này đang đeo một đôi mắt kính. Sẽ có quả đá phạt dành cho các phương đem xuống. Đứng trước bóng là số 20 Thịnh Lợi, một cầu thủ rất to con. Chúng ta chờ xem có một cú sút thẳng uy lực từ số 20 Thịnh Lợi hay không. Bóng đã trúng hàng rào rồi. Và đỡ bóng có phần nguy hiểm của Lê Thành. Tại thì Lê Thành đang đá ở vị trí hậu vệ bên phải bên phía các cầu thủ anh em Châu Đức. Lại thêm pha phá bóng nữa của Hùng Rất Ba. Đó là cú ra chân rất nhanh của số 3 Hải Trung bên phía anh em Sài Gòn. Bóng vẫn trong chân của những chiếc áo xanh. Sau ít phút đầu tiên của trận đấu thì các cầu thủ anh em Sài Gòn có phần lấn lướt hơn. Họ đang kiểm soát được nhiều bóng, tổ chức được nhiều pha tấn công hơn về phía anh em Châu Đức. Wow. Pha phối hợp không thành công. Quyền ném biên xuất thuộc về Châu Đức. Hùng Rất Bạc và đưa bóng lên không cho ai cả của Thành Rất Bạc. Tuy rằng đây là một trận đấu giao hữu, thế nhưng chúng ta cũng thấy được sự quyết tâm của cả hai đội. Thể thao là như thế. Thi đấu thì phải hết mình và phải có sự cống hiến cho những người xem. Thêm một pha đánh đầu nữa. Lần này đến từ số 11 Lữ Đa Đi. Lê Thành. Chúng tôi đã xác định được dần xác định được đội hình của anh em Châu Đức. Ở vị trí khung thành là thủ môn Minh Phương đang mang chiếc áo bích màu đỏ. Đá trung vệ có Hùng Rất Bà, bên cánh phải là Lê Thành và bên cánh trái là số 68 Văn Tạng. Đang đá ở vị trí trung tâm đó chính là Học Châu. Và đá ở hàng công đó chính là Phước Lợi. Cầu thủ có một cái đầu rất đặc biệt, rất nổi bật trên sân. Chơi cùng với Văn Lợi đó chính là Lê Hữu. Lê Hữu cũng là một gương mặt khá quen thuộc. Đây là ông chủ của Lẩu Dê Thảo Vân, một quán lẩu dê cũng khá nổi tiếng ở trên đường Âu Cờ của thị trấn Cà Giàu. Công việc số 11 Thế Lữ, số 3 Hà Trung, số 9 Quốc Huy, số 18 Đại Nghĩa và số 27 Quang Duy. Đó là đội hình thi đấu của hai đội, đội hình chính ra sân trong trận đấu giao hữu này. Một pha tấn công của các thủ SNA Châu Đức vẫn rất đơn độc. Chúng ta thấy rằng hiện tại chưa có sự dâng cao từ những các thủ áo vàng. Họ đang phải đá thấp để tổ chức phòng ngự trước những pha hãm thành của anh em Sài Gòn. Và bây giờ là quả phạt góc đầu tiên của anh em Châu Đức. Lê Hữu, một pha đưa bóng vào. Đó là một cú dứt điểm.
lại có sự cản phá từ thủ thành Vương Vòi. Sẽ có quả đạp góc tiếp theo. Đây là pha lên bóng của anh em Sài Gòn, nguy hiểm quá. Đó là một pha xử lý có phần hơi hợt của số 18 Đại Nghĩa. Anh đã... Và đây là cơ hội tiếp theo dành cho em Sài Gòn. Thêm một cú sút ra ngoài nữa, rất đáng tiếc. Và người vừa có những cú dứt điểm đó chính là số 9 Quốc Huy. Ta thấy rằng các cựu học sinh của trường Nguyễn Du niên khóa 1999-2002 đều có thể hình rất tốt. Văn Phước Lợi, nếu như đó là một pha khống chế được bóng từ Phước Lợi thì đã có một cơ hội rất nguy hiểm cho Đèo Cho Đức. Hùng Ra Bà sẽ rất nguy hiểm với một vị trí trung vệ, thì những pha xử lý như thế sẽ rất nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Minh Phượng. Quả đi biên cho Chú Đức. Hà Trung. Đây là Quốc Huy. Thầy đang trung vệ số 20 Thanh Lợi bên phía anh em Sài Gòn có một thế hình rất tốt. Đây là cú sút của Hùng Rất Bạ. Sút nhưng mà chưa có sự nguy hiểm dành cho khung thành của thủ môn Vương Vòi. Lê Hữu vẫn rất đơn độc trên hàng tấn công, chưa có nhiều sự hỗ trợ từ các đồng đội dành cho Lê Hữu. Và đây là câu trả lời của anh em Sài Gòn. Trọng tài đã xác định lỗi rồi. Chúng ta thấy rằng thủ môn Minh Phương bên anh em Châu Đức hiện tại anh đang sử dụng cả cơ thể để bắt bóng. Và anh thường sử dụng chân nhiều hơn. Thế nhưng hiện tại bây giờ anh vẫn đang đứng vững trước khung thành. Và đó là một cú sút nữa từ số 18 Đại Nghĩa. Vẫn là sự cản phá của thủ môn Minh Phương. Anh vẫn đang làm tốt nhiệm vụ trấn giữ khung thành của anh em Châu Đức. Tôi xin chắc là quý vị và các bạn đang theo dõi trận giao hữu bóng đá mang tên Tình Anh Em của những cựu học sinh Nguyễn Du niên khóa 1999-2002 giữa anh em Sài Gòn và anh em Châu Đức. Và cho tới lúc này thì tỷ số của trận đấu vẫn đang là không đều. Mặc dù cầm bóng nhiều hơn, có nhiều cơ hội tấn công hơn, thế nhưng các cầu thủ anh em Sài Gòn vẫn chưa tìm được đường vào khung thành của thủ môn Minh Phương. Và xử lý tốt của Quốc Huy. Phước Lợi bóng hơi dài rồi. Cũng rất là đáng tiếc. Thành Lợi.
Đây là Đại Nghĩa, một pha cho khe. Bóng đã không tới chừng được của Quang Duy. Tuy rằng với tính chất chỉ là một trận giao hữu thì kết nối tình anh em của những cầu sinh, nhưng chúng ta cũng thấy được sự quyết tâm của cầu thủ Hà Nội. Đây là cơ hội dành cho anh em Sài Gòn sẽ có bàn thắng và tỷ số là 1-0 dành cho anh em Sài Gòn. Phải nói rằng đó là một pha xử lý rất bình tĩnh của số 18 Đại Nghĩa. Một không dành cho anh em Sài Gòn. Sẽ có quả đá phạt góc dành cho Đức. Ta thấy rằng hiện tại anh em Châu Đức đang đá với một đội hình khá thấp. Bóng vẫn đang còn. Tình huống nguy hiểm đã đi qua rồi. Văn Toàn chuyền sang cánh cho Lê Thành. Vẫn là pha phối hợp của hai cầu thủ. Lê Hữu pha tấn công của anh em Châu Đức và đã có bàn thắng vươn mình tỷ số dành cho anh em Châu Đức rồi. Đó là sự bất cẩn của thủ môn Vương Voi. Tình huống không quá nguy hiểm và có lẽ rằng đó là một đường chuyền vào của Lê Hữu bên phía anh em Châu Đức. Nhưng pha xử lý không tốt của thủ môn Vương Voi đã để bóng đi luôn vào lưới. Vương Minh tỷ số 1-0. Như vậy là rất nhanh chóng các cầu thủ Châu Đức đã có bàn thắng để đưa thế trận về vạch xuất phát. Thùng rất bạc. Lê Thành, Hồng Châu khá tỉnh táo. Đó là và những pha xử lý của số 4 Hồng Châu ở phía Châu Đức. Quang Duy. Và sẽ có sự thay đổi bên phía đội hình của các thủ môn Sài Gòn. Quang Duy đã được đưa ra sân nghỉ và sân đó chính là số 68 Thanh Quang. Phước Lợi. Phước Lợi khá kỹ thuật, tuy rằng có một thể hình hơi béo nhưng Phước Lợi vẫn có những pha xử lý rất kỹ thuật. Hà Trung, những pha tranh chấp rất quyết liệt. Đây là Hồng Châu tấn công cho Đức. Những chiếc áo xanh đã lùi về rất nhanh rồi. Chúng ta cũng nhận thấy được rằng anh em Sài Gòn rất chịu khó lùi về để hỗ trợ phòng ngự. Quả đá phạt dành cho anh em Châu Đức. Và đứng trước bóng đó là số 10 Hùng Rất Bà. Có lẽ đây là một cú sút thẳng của Hùng Rất Bà. Bóng đã trúng hàng rào rồi.
thấy ông Rang thấy được lực đi của cú sút vừa rồi là rất căng. Hùng rất bạn. Đây là Văn Toàn có một sút. Rất nguy hiểm. Câu trả lời của các cầu thủ Sài Gòn. Chỉ có quả ném biên thôi. Một pha phối hợp đá phạt rất nhanh. Và cú đánh đầu đến từ số 21 Quang Thọc. Và cũng biết được rằng với những cầu thủ là cựu học sinh của trường Nguyễn Du niên khóa 1999-2002 thì những cầu thủ trên sân đều đã là những cầu thủ của U40. Nhưng cũng thấy được rằng thể lực của các cầu thủ trên sân đang rất tốt. Thành lợi. Và không chế bóng không tốt của Quốc Huy. Và quyền ném biên thuộc về các cầu thủ cho Đức. Châu không lấy gì làm vội vã thì các cầu thủ cho Đức cũng đã quân bình được tỷ số và trận đấu 1-0. Vẫn đang chậm trải để tìm những khoảng trống của các cầu thủ Sài Gòn. Đây là pha tấn công cho Đức. Trọng tài xác định đó là quả phạt góc dành cho Đức. Chúng ta cũng thấy được sự bất ổn từ vị trí của thủ môn Vương Vòi. Và đây là quả phạt góc của Châu Đức. Đó là cú đánh đầu hụt của số 68 Văn Toàn. Lúc này thì Châu Đức sẽ có sự thay đổi người đầu tiên. Tá số 11 đã được đưa vào sân. Chúng tôi nhớ không lầm vị trí của số 11 anh Tá đang là lãnh đạo của một địa phương. Và đây là cầu thủ mới được đưa vào sân. Quốc Huy. Thủ môn Minh Phương đã băng ra rất nhanh. Lại là một pha bắt bài của trung vệ Thành Lợi. Ở đây là Quốc Huy. Hồng Châu đã lấy được bóng rồi. Chúng ta thấy được vị trí số 4 của bên phía Châu Đức, Hồng Châu. Anh thi đấu khá tốt. Rất khó để lấy được bóng từ trong chân của cầu thủ này. Chúng ta cũng biết rằng hiện tại thì đang có một cơn bão đang ảnh hưởng rất nhiều đến thời tiết, nhưng cho tới lúc này thì vẫn chưa có mưa. Hy vọng rằng trời sẽ khô ráo để
hai đội bóng sẽ có một trận đấu chất lượng để gửi đến quý vị. Và bây giờ sẽ là quả phạt góc dành cho Đức. Chúng ta thấy rằng sau khi thời gian của trận đấu đi được hơn một nửa của hiệp 1 thì lúc này châu Đức đã lấy lại được nhịp độ của trận đấu cũng như thế trận. Bây giờ họ đã có thể chơi 5 năm với anh em Sài Gòn. Và FC Châu Đức cũng đã dâng đội hình cao hơn để có những pha tranh chấp ăn miếng song phẳng với anh em Sài Gòn. Tổ chức tấn công cho anh em Sài Gòn. Tại kia cầu thủ đã mở tỷ số của trận đấu này. Không có bàn thắng và đó là pha dứt điểm của số 11. Chúng tôi nhận thấy rằng trong đội hình của FC Sài Gòn có tới hai số 11. Thành Lợi và trận bóng rất sâu. Đây là Thanh Quang, Đại Nghĩa, Thanh Quang, một tư thế quá khó, một tư thế quá khó để có thể dứt điểm trúng bóng của số 68 Thanh Quang. Và sau khi dứt điểm hụt bóng thì chúng ta cũng thể thấy được cái tư thế ngã của Thanh Quang nó ngộ nghĩnh như thế nào. Anh Tá. Và sau khi anh Tá được đưa vào sân để thay cho Lê Hữu, lúc này anh Tá cũng đang đảm nhiệm vị trí trung vệ. Và chúng tôi cho thấy Hùng Rốt Bà đã được đưa lên đá rất cao. Hùng Rốt Bà, anh Tá, đây là Hồng Châu. Văn Toàn, anh Tá và chọc khẽ, bóng không tới được chân của Lê Thành nhưng vẫn còn trong quyền kiểm soát của Châu Đức. Lê Thành, đó là một cú sút kỹ thuật. Lần này thì thủ môn Vương Vòi đã đỡ bóng rất là tốt. Đại Nghĩa có bàn thắng không? Vào! Và đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 dành cho anh em Sài Gòn. Và người ghi bàn đó là số 68 Thanh Quang. Có một chút lỏng lẻo trong hàng phòng ngự của các thủ anh em Châu Đức. Và một bàn thua cũng rất đáng tiếc. Sau khi ghi bàn thì Thanh Quang cũng đã ra sân để nhường lại vị trí số 8 cho Hồng Sô. Thùng rất bạc và xuất thẳng về phía khung thành của thủ môn Vương Vòi. Hồng Sô, Hùng Rất Bạc, Rất Bà cũng là một cầu thủ đáng xem bên phía anh em Châu Đức. Anh cũng đã từng tham gia rất nhiều giải đấu của phủi Châu Đức
trong một thời gian dài. Anh Tả Hồng Châu, Hồng Châu, đây là một cú sút Hồng Châu. Sau những pha đảo chân thì Hồng Châu đã quyết định thực hiện cú sút. Bóng đã đi vọt sang ngang. Nguy hiểm. Những pha xử lý có phần mạo hiểm của số 4 Hồng Châu. Và bây giờ là cơ hội cho Sài Gòn 3-1. Và cú đúp cho số 18 Đại Nghĩa. Chúng tôi đã nói đến những pha xử lý của hàng hậu vệ, nó sẽ rất nguy hiểm khi để mất bóng, và điều đó đã xảy ra. Khoảng cách bây giờ đã là 2 bàn rồi. Hồng Sô, Hùng Rất Ba, Lê Thành, Phước Lợi. Một pha treo bóng và đánh đầu. Một pha phối hợp rất bài bản của anh em Trung Đức. Nhưng rất tiếc đã không có bàn thắng. Anh Tá, Văn Toàn, Lê Thành, đây là Hùng Rất Ba. Sài Gòn rất tích cực bắt người. Thế Lự, Lê Thành, đây là Phước Lợi. Chúng ta chờ xem. Bóng đã chạm tay và sẽ có một quả phạt dành cho Đẹp Cho Đức. Vị trí xuất phạt ngay sát với vòng cấm địa của khung thành thủ môn Vương Vòi. Và xem như đây là cơ hội nguy hiểm, cơ hội cuối cùng trong hiệp 1 dành cho các thủ đều cho Đức. Chúng ta chờ xem ai sẽ là người thực hiện quả xuất phạt này. Có lẽ là Hùng Rốt Ba. Anh em Sài Gòn đang tổ chức hàng rào khá tốt. Và cú sút đã đi thẳng vào. Đã có bàn thắng. Đã có bàn thắng cho Đẹp Cho Đức. Và tỷ số được rút ngắn xuống còn 2-3. Đây cũng là điểm nhấn. Và với bàn thắng vừa rồi thì
thì vọng rằng sẽ có một hiệp hai dễ chịu hơn cho anh em cho Đức. Và lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi cho hiệp 1 của trận đấu được kết thúc. Hai đội ra sân tạm nghỉ với tỷ số 3-2 nghiêng về cho anh em Sài Gòn. Xin mời quý vị và các bạn tạm nghỉ ít phút trước khi chúng ta đến với hiệp 2 của trận đấu này. Xin được chào mừng quý vị và các bạn trở lại với sân bóng đá Quang Trung.
để cùng tiếp tục theo dõi bài của trận giao lưu bóng đá mang tên là Tin Anh Em của những cựu học sinh trường Nguyễn Du niên khóa 1999-2002. Và chúng tôi cũng xin được giới thiệu lại một lần nữa, đây đều là những người con của quê hương Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Nhưng những người thi đấu trong đội hình Anh Em Sài Gòn đang là những người sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Và trong hiệp 2 này thì hai đội sẽ tiến hành đổi sân. Chúng tôi cũng thấy về phía của anh em Châu Đức cũng đã có sự thay đổi vị trí ở trong khung thành. Minh Tuấn đã được đưa vào để bắt chính trong khung thành của anh em Châu Đức hiệp 2 này. Và Minh Phương đã được đẩy lên để đá trên hàng công của anh em Châu Đức. Và trong hiệp 2 này cũng không có sự thay đổi nào quá nhiều từ hai đội bóng. Chúng tôi nhận thấy có sự trở lại của Hà Trung bên phía anh em Sài Gòn, và đặc biệt là Thành Lợi trung vệ đã được đưa về để bắt chính trong hiệp 2. Có ra rằng thể lực đã không đáp ứng được để anh tiếp tục thi đấu ở vị trung vệ trong hiệp 2 này. Số 9 Quốc Huy cũng đã được đưa trở lại sân. Và đảm nhận vị trí trung vệ cho anh em Sài Gòn sẽ là số 11 Thế Lữ. Đây còn có một cái tên gọi đó là Lữ Đa Đi. Có một tình huống đá phạt dành cho anh em Châu Đức với lỗi cao chân của Thế Lữ rồi. Và đứng trước bóng vẫn là số 10 Hùng Rớp Ba. Kết thúc hiệp 1 thì các cầu thủ anh em Sài Gòn vẫn đang dẫn trước với tỷ số 3-2. Hùng Rớp Ba lại thêm một cú sút không chính xác nữa của số 10. Bóng ra đi quá cao so với khung thành của thủ môn Thành Lợi. Chúng ta nhận thấy rằng hôm nay cũng có những cổ động viên rất xinh đẹp cũng đã đến với sân Quang Trung để cổ vũ cho hai đội bóng. Phạt góc dành cho anh em Sài Gòn. Người thực hiện quả phạt góc này đó chính là số 21 Quang Thông. Hà Trung, Quang Thông, Quốc Huy trả bóng về cho Thế Lữ và treo bóng rất sâu. Rất sâu và quá sâu, bóng đã đi hết đường biên ngang rồi. Quyền phát bóng lên thuộc về thủ môn Minh Tuấn. Kìa. Và phá bóng rất mạnh của anh Tả lên phía trên cho thủ môn Minh Phương. Xin lỗi, cho Minh Phương. Đúng rồi, là hụt xe múc luôn á. Tà phát dành cho anh em Sài Gòn. Pha sút thẳng, bóng vừa trúng sàn ngang.
Một sút phạt rất nguy hiểm của số 9 Quốc Huy. Chúng ta nhận thấy rằng những phút đầu của hiệp 2 này cũng tương đối giống với những phút đầu của hiệp 1. Các thủ anh em Sài Gòn vẫn là những người cầm được nhiều bóng nhiều hơn và tổ chức được nhiều pha tấn công hơn về phía anh em Chu Đức. Huy ơi, thằng ngồi ngoài đó đây Huy. Thằng đang coi Huy đá đó, Huy thể hiện đi Huy. Lê Thành, Hồng Châu, đây là Minh Phương, Văn Toàn, cả Bê Tắc. Chẳng thấy được một hàng hậu vệ rất dày đặc của anh em Sài Gòn. Thế Lữ, Hà Trung, Quốc Huy, Hồng Sô, bật bóng về chân các cầu thủ Đức. Hùng Trấp Ba, Hồng Châu, thủ môn Thành Lợi đã đổ người rất tốt. Đây là Minh Phương, quả đơn độc ở trên hàng công của anh em Chu Đức. Quốc Huy, đây là Hồng Sô, lỗi ném biển của Hồng Sổ. Quốc Huy rất khó để theo kịp đường chuyền vừa rồi. Ta thấy rằng Thế Lữ khi được đưa vào vị trí trung vệ, anh cũng đang đảm nhiệm tốt. Đang bị dẫn bàn và bắt đầu hiệp 2 này thì Chu Đức lại bị ép sân. Hùng Trấp Ba, rất chịu khó đeo người, đó là những gì mà các cầu thủ anh em Sài Gòn đang thể hiện trong trận đấu này. Họ không cho anh em Chu Đức có nhiều khoảng trống. Go!
phòng xô. Và sẽ có quả đá phạt, phòng đá phạt nhanh. Phòng xô. Bóng vẫn đang còn. Hồng Châu đã kịp cắt bóng, nguy hiểm đã đi qua rồi. Hồng Châu, Hùng Rập Bà, một cú sút, phản hô thủ môn thành lợi. Mặc dù bóng đã trúng của hậu vệ và đổi hướng, thế nhưng thủ môn này vẫn kịp đổ người để đẩy bóng ra. Và cô thua xuất sắc. Hồng Châu, Minh Phương. Và phối hợp ngay dành cho Hùng Rớp Bà. Nhưng bóng đã không tới được vị trí của số 10. Bóng vẫn trong chân các cầu thủ Châu Đức. Ném biên cho Châu Đức. Chúng ta thấy Châu Đức vẫn đang làm tốt công việc bắt người. Có thể nói rằng thế lực của anh em Sài Gòn vẫn tốt hơn của anh em Châu Đức. Đây là Hồng Châu. Chúng ta chờ xem có bàn thắng không. Bao. Ba đều. Một lần nữa thì tỷ số của trận đấu được quân bình. Và nên Sài Gòn tiếp tục có sự đổi người. Số 68 Thanh Hoàng đã được đưa trở lại sân để thay cho Hồng Sổ. Số 8. Và với bàn thắng của mình tỷ số vừa rồi thì chắc chắn rằng trận đấu sẽ hấp dẫn hơn. Nguy hiểm quá, chúng ta chờ xem có bàn thắng không. Bóng vẫn chưa vào. Đại Nghĩa vẫn đang con không vào. Vừa rồi là cơ hội dành cho số 27 Quang Duy. Một lần nữa cơ hội lại đến với Quang Duy. Lần này thì đó là một cú sút không chính xác. Hồng Châu, cầu thủ có cái chân trái rất khéo. Bên phía Châu Đức, Quốc Huy, bóng được dừa thẳng đến vị trí của Quang Duy. Hùng Rớp Bà rất mạnh mẽ. Đó là pha mở bóng rất trống trải dành cho không được. Và khống chế bước một không tốt của Minh Phương. Lê Thành chạy bóng cho Hùng Rớp Bà. Vẫn là Hùng Rớp Bà. Cú sút hơi nhẹ của Hùng Rớp Bà. Nhưng phải nói rằng đó là một vị trí cũng như một góc sút rất khó dành cho số 10 của Châu Đức. Anh vẫn mang về cho Châu Đức được một quả phạt góc. Pha phối hợp không tốt rồi. Thành Quang. Lê Thành. Hồng Châu. Châu Đức đang đẩy đội hình cao hơn.
cốc cho anh em Sài Gòn. Thành Quang sẽ thực hiện quả đá phạt góc này, trả bóng về cho Đại Nghĩa. Thành Quang, Đại Nghĩa, quá nguy hiểm và phối hợp có ý đồ của các thủ anh em Sài Gòn, và sẽ có quả đá phạt góc nữa. Tỷ số của trận giao lưu bóng đá bằng tên tình anh em của các cầu thủ sinh Nguyễn Dụ điều khóa 1992002 vẫn đang có tỷ số hòa 3 đều. Đã có lỗi rồi. Trọng tài đã thổi còi để phạt một cầu thủ của anh em Sài Gòn đã phạm lỗi với thủ môn Minh Tuấn. Minh Phương lấy bóng rất hay. Minh Phương, chúng tôi không biết diễn tả như thế nào. Làm rất tốt với pha lấy bóng qua người. Những tình huống dẫn bóng xuống để có một pha kết thúc hay truyền vào thì lại hoàn toàn không tốt đến từ Minh Phương. Đó là một cơ hội để có thể đưa những người anh em Châu Đức Phương lên dẫn trước. Hùng Rắp Ba, Hùng Rắp Ba, bóng vẫn đang còn. Còn trọng tài đã thổi phạt các cầu thủ Châu Đức rồi. Quang Duy, Quốc Huy, và góc dành cho anh em Sài Gòn. Anh Tá và trái bóng sâu nữa dành cho tưởng như không có gì nguy hiểm, nhưng pha chạm bóng của Minh Phương đã đưa bóng đi vào sát khung cột chọc của khung thành thủ môn Thành Lợi. Và một điều thú vị, đây là lần đầu tiên các cầu thủ Châu Đức Phương lên dẫn trước. Tỷ số là 4-2. Tỷ số là 4-3, xin lỗi quý vị. Chúng ta chờ xem anh em Sài Gòn sẽ làm gì để tìm kiếm bàn thắng của mình tỷ số này. Trong khi trong suốt quãng thời gian của trận đấu, họ là những người dẫn trước và đã có thời điểm họ dẫn trước với khoảng cách 2 bàn. Phát bóng lên dành cho anh em Châu Đức. Vô làm chập nữa chứ, hết giờ nhanh lên. Gần hết chưa? Còn mấy giờ này? 36. Ê, cứ tới 6 giờ hết luôn nha trọng tài. Ừ. Trọng tài cứ 6 giờ mới hết. Cái này vui, kệ đánh nhau luôn mà. Cho anh em đã thôi. Ờ, thì mình đặt tới 6 giờ mà, cứ đánh hết hết sân luôn. Thay nhau mà đó. Mấy giờ rồi, mấy giờ? Đâu như khi phải đúng giờ. 40, 20 phút nữa. 20 phút nữa, tha hồ. Nó mệt thì mình mới có sân diễn. Mệt mẹ quá.
Người mẹ quá, cô đâu có lừa nổi đâu đúng. Sao tôi có thể chích mẹ tôi. Sẽ có quản lý viên dành cho anh em Sài Gòn. Quốc Huy sẽ thực hiện quản lý viên này. Bóng được ném đến vị trí của Hà Trung. Quản lý viên tiếp theo dành cho anh em Sài Gòn vẫn là Quốc Huy. Hoàng Duy. Giao lưu, đá nhẹ nhàng thôi. Quyền phát bóng thuộc về thủ môn Minh Tuấn. Lúc này thì những người anh em Sài Gòn phải dâng cao đội hình. Và chúng ta thấy rằng với quyền phát bóng từ thủ môn Minh Tuấn thì những chiếc áo xanh vẫn có mặt rất nhiều ở bên phần sân của những chiếc áo bích màu vàng. Lê Thành mất bóng rồi, nguy hiểm quá, một cú sút rất đáng tiếc dành cho anh em Sài Gòn. Phạt góc. Bật bóng tốt từ thủ môn Minh Tuấn. Trọng tài đã xác định có lỗi từ Lê Hữu. Và sẽ có quả đá phạt dành cho anh em Sài Gòn ở khu vực giữa sân. Đứng trước bóng vẫn là trung vệ Thế Lự. Đó là cú sút thẳng rất nguy hiểm, bóng trúng vào vị trí thủ môn Minh Tuấn. Vẫn đang còn Quốc Huy, không có chiếc áo xanh nào lao vào đá bồi cả. Phạm lỗi rồi. Dứt điểm đi Châu ơi, trong sân rối ren phát lên đi. Sẽ có sự thay đổi người từ phía anh em Châu Đức. Lê Thành đã được đưa ra nghỉ. Và vào sân đó chính là số 68 Văn Toàn. Ngồi xuống đi ông Bầu mới nhìn thấy được nón rớt kìa. Tập trung vô. Đúng rồi. Hà Trung rất nhanh, Lê Hữu đã lùi về để lấy được bóng. Ném biên dành cho ném biên dành cho anh em Châu Đức. Hà Trung đường đẩy bóng lên dành cho Quang Thông không thành công nhưng vẫn mang về cho anh em Sài Gòn quả ném biên. Quang Duy đường chuyền cho Quang Thông lại bị sứa lưng rồi. Anh đã cho tới lúc này, từ khi được đưa vào sân để đảm nhiệm vị trí trung vệ thì anh ta vẫn đang làm tốt công việc của mình. Anh đã đánh chặn khá tốt những pha tấn công từ những người anh em Sài Gòn. Là một lá chắn chắc chắn bảo vệ trước khung thành của thủ môn Minh Tuấn. Chúng ta chờ đợi xem quyết được trọng tài. Như vậy là bóng đã chạm vào tay của Thế Lữ. Và sẽ có quả đá phạt dành cho anh em Châu Đức. Và vị trí đá phạt sẽ rất nguy hiểm dành cho thủ môn Thành Lợi.
Và có lẽ lần này quyền đá phạt đã được nhường lại cho vị trí của Hồng Châu. Phạm Hồng Nhành không được. Trong khi các cầu thủ Sài Gòn vẫn đang bố trí lập hàng rào thì các thủ anh em Châu Đức đã thực hiện ngay quả đá phạt. Thế nhưng vẫn còn đó một thủ môn Thành Lợi vẫn đang rất tập trung. Và góc cho anh em Sài Gòn. Đánh đâu? Quá nguy hiểm. Lên bóng cho anh em Châu Đức. Bóng đã được đánh chặn rồi. Thả chung vẫn không qua được hàng thủ của anh em Châu Đức. Đây là Minh Phương. Rất trống trải. Hồng Châu. Quang ơi, Hồng Châu không vào. Vẫn chưa có bàn thắng dành cho anh em Châu Đức. Rất hấp dẫn. Và đây là câu trả lời của anh em Sài Gòn. Không được. Pha xử lý không tốt của Quang Duy. Đã có lỗi rồi. Phút vừa qua thì trận đấu đã được đẩy lên cao trào bởi những pha tấn công liên tục về phía của thằng của nhau. Chắc chắn rằng những phút vừa qua đã cống hiến cho khán giả những giây phút theo dõi diễn biến của trận đấu rất hấp dẫn. Hùng Rớp Ba. Đây là Hồng Châu. Hồng Châu vẫn xử lý rất bình tĩnh. Và anh có một khả năng quan sát rất tốt. Đây là Hùng Rớp Ba. Thủ môn Thanh Lợi đã kịp lui về để cản phá. Lại là pha lao vào sút thuộc bóng của Minh Phương. Rất nhiều những cơ hội cho anh em Châu Đức. Đây là Đại Nghĩa. Không được rồi. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Lê Hữu. Xuống đi. Vào. Đã có bàn thắng nâng tỷ số của trận đấu lên 5-3. Phá ghi bàn đó chính là Lê Hữu. Khoảng cách hai bàn dành cho anh em Châu Đức. Thời gian vẫn đang còn dành cho các cầu thủ anh em Sài Gòn. Chúng tôi nhận thấy bảng thời gian của trận đấu vẫn đang còn tới 13 phút. Đại Nghĩa. Đại Nghĩa. Đánh đâu? Quá đáng tiếc cho tình huống mang vào của số 27 Quang Duy. Chỉ cần chạm được đầu vào bóng thì chắc chắn sẽ có bàn thắng cho anh em Sài Gòn. Hồng Châu.
Đây là cơ hội dành cho anh em Sài Gòn. Quang Duy thêm một lần nữa, cú sút là đi ra ngoài. Và trọng tài xác định quyền phát bóng dành cho thủ môn Minh Tuấn. Như vậy đồng nghĩa với việc không có quả phạt góc dành cho anh em Sài Gòn. Văn Toàn. Phước Lợi số 79 đã được đưa vào trong đội hình của anh em Cho Đức. Hoàng Duy, Hùng Rấp Ba, không được. Hà Trung và trái bóng rất sâu dành cho Quốc Huy, cơ hội cho vào. Chúng tôi tưởng đâu là cơ hội đã đi qua rồi khi Đại Nghĩa đã khưng lên một nhịp, thế nhưng vẫn có bàn thắng cho anh em Sài Gòn. Tỷ số là 4-5 và khoảng cách vẫn còn một bàn thôi. Thời gian của trận đấu thì vẫn đang còn khoảng 10 phút. Phước Lợi, cú sút của Phước Lợi vẫn đang còn Hùng Rất Bạc. Phước Lợi lộn xộn trước khung thành của thủ môn Thành Lợi và đã có tình huống phạm lỗi từ Hùng Rất Bà đối với Quốc Huy. Không, đá đem. Thể Lữ thực hiện quả đá phạt lên dành cho anh em Sài Gòn. Đại Nghĩa, cầu thủ đã có một hat-trick của trận đấu này. Đại Nghĩa, Quốc Huy đang di chuyển bên cánh phải nên là đường truyền cho Quốc Huy. Đã phạt dành cho anh em Sài Gòn. Quốc Huy không quả được Lê Hữu rồi. Lê Hữu quả ít những chiếc cao vàng là tham gia tấn công. Không có nhiều sự hỗ trợ từ đồng đội, rất khó cho Lê Hữu trong tình huống vừa rồi. Và đây là câu trả lời của anh em Sài Gòn. Nắm đều. Nhanh chóng anh em Sài Gòn đã có hai bàn thắng để quân bình tỷ số. Chúng tôi không biết lý do gì mà anh em Cho Đức đã khựng lại trong ít phút vừa rồi. Tấn công thì đơn điệu và phòng thủ thì hơi lỏng lẻo. Không, tại 6 giờ có người đặt sân mà. Ủa vậy hả? Hết giờ chưa? Còn mấy giờ nữa? Còn tới 9 phút nữa lận. Chín phút nữa. Để ra kêu cho nó ra đi, mình vô nó vô. Đó. Mấy người vô tay ơi. Mình có được không vậy? Có đá được vậy. 5 phút hả? Còn đá cái 6 rưỡi luôn mà. Quả đá phạt dành cho anh em Sài Gòn. Và đứng trước bóng là Thế Lữ, là Quốc Huy, là Đại Nghĩa. Ra làm gì anh Giang? Ra nhiều đá chết vậy?
Quốc Huy. Hoàn toàn không chính xác. Đây là bạn chuẩn bị có hai người không nha. Hà Trung thêm một cú dứt điểm nữa, hoàn toàn không chính xác từ các thủ anh em Sài Gòn. Tinh thần đang lên rất cao từ những cầu thủ áo xanh sau khi họ có hai bàn thắng để cùng mình tỷ số. Thầy Lự đeo bóng rất rộng ra cánh cho Quốc Huy và chuyển cánh cho Hà Trung, pha đeo bóng bao. Thủ môn Minh Tuấn đã phải lao ra để đẩy bóng chiều qua đá phạt góc. Quang Duy trả bóng về cho Thế Lữ, sút xa chỉ chệt sang gang trong gang tấc thôi. Đây là Đông Giang, cầu thủ mới được đưa vào sân. Quả đá phạt dành cho anh em cho Đức. Đứng trước bóng là Hồng Châu. Đưa bóng qua cho Lê Hữu. Anh ta đây là Văn Toàn, bóng đã được đẩy lên cao rồi, bóng về chân các thủ Châu Đức, Đông Giang không được. Hôm đá phạt nhanh của anh em cho Đức, Hùng Rất Bà, Văn Toàn chuyền bóng đi. Đây là Lê Hữu, chúng ta chờ xem. Không được. Những chiếc áo xanh đã lui về. Ném biên dành cho anh em cho Đức. Thùng rất bạc. Đánh đầu. Đánh đầu vào. Khá bất ngờ. Lại một lần nữa anh em Chí Đức lại có bàn thắng vươn lên. Tỷ số là 6-5. Và anh em Châu Đức trên sân hiện tại chúng tôi thấy là có hai con ghẹ mặc áo vàng, mang đồ rất là lè lẹt chuẩn bị vào sân để làm yếu đội hình anh em Châu Đức. Lại một lần nữa thì anh em Sài Gòn phải tìm kiếm bàn thắng để cùng mình tỷ số. Hay quá, lỗ rồi, từ từ. Một kịch bản khá giống với hiệp 1, nhưng ở trong hiệp 2 này thì hai đội lại đổi vai cho nhau. Đây là Lê Hữu, thêm một cú sút xa nữa. Không được.
Cú sút lại đi trúng vào vị trí của thủ môn Thành Lợi. Thành Quang vẫn chưa được. Hay quá Minh ơi. Quá nguy hiểm. Vừa rồi thì Quang Thông đã có một pha băng xuống rất mạnh mẽ, thế nhưng thủ môn Minh Tuấn đã kịp băng ra. Quốc Huy, Hà Trung, Đại Nghĩa, những, tới lượt những chiếc áo vàng đeo bám rất sắc. Hùng Rất Bà và chuyển cánh sang cho Văn Toàn, nhưng bóng đã đi quá sâu. Và ban tổ chức chúng tôi treo giải rất cao trong cái trận đấu giao hữu này. Nếu Minh Tàn ghi bàn thì tất cả chị em phụ nữ của cựu học sinh Nguyễn Du đêm nay thuộc về mình. Cố lên Minh, anh em cho Đức ủng hộ bạn. Đề nghị thủ môn là gặp Minh là né ra cho Minh xuất nha. Vâng, vừa rồi là xảy ra một trường hợp tranh cãi giữa hai bên. Anh em Sài Gòn có phản ứng rất mạnh. Đồng chí đã té, có một thao tác chơi tay nhẹ, nhưng trọng tài không thấy. Rồi, lượm luôn, lượm luôn. Hay quá Minh ơi, vừa rồi là một pha can thiệp bắn bóng rất là đẳng cấp của Minh. Rồi, thả luôn đi, thả luôn. Một pha phong không chế bàn cực đẹp của Nghĩa. Hà Trung, Hà Trung đang có bóng. Wow, một pha kiến tạo rất là đẹp. Một pha phạt góc cho anh em Sài Gòn. Và đề nghị tất cả cầu thủ trong sân giảm đầu nóng của chúng mình lại, vì tỷ số đang rất là hấp dẫn và trận đấu cũng đang diễn ra rất căng thẳng. Anh em đang có những cái biểu hiện là nóng người rồi, sẵn sàng va chạm. Vâng, Quang Khổ, Quang Khổ vừa làm anh cho Hà Trung. Hà Trung dừng anh cho Nghĩa. Ồ, một pha lôi kéo. Thầy Nghĩa ngoài là giáo viên thể dục cũng là một cầu thủ đấu anh. Ngoài khả năng chơi chân, anh ta còn khả năng chơi tay rất là hay. Hay quá, ông bạn ơi. Ồ, Thành Cao. Sút Thành Cao ơi, vừa rồi. Theo như ban tổ chức tôi nhận định và ghi nhận từ tổ điều tra, Thành Cao hôm nay đã có 8 lon. Thành Cao đã có 8 lon trong người. Biệt tài của anh ta là không có bia anh ta đá không được. Vâng, một pha đá biên. Hữu Dê vừa có một pha xử lý công kênh do ăn dê thường xuyên, đặc biệt là Ngọc Dương, cho nên anh ta di chuyển rất là chậm. Thông Trưởng Mạng đang có anh trong chân. Hà Trung rất rườm rà. Ồ, rất tiếc. Vào, tỷ số được cân bằng cho anh em Sài Gòn. Tỷ số bây giờ theo như ban tổ chức chúng tôi là không đếm được, chỉ biết hòa thôi. Mong anh em thông cảm nha. À, trọng tài báo 6 điều anh em. Trận này dự kiến là tài ra 15 trái nha mọi người. Và bạn Duy bắt tài 5 xị. Bạn Duy bắt tài 5 xị. Một pha giao banh cho anh em Châu Đức. Wow, rất tiếc cho cả hai đội. Và vừa rồi là tiếng còi kết thúc trận đấu, kết thúc cuộc chơi của hai đội anh em Sài Gòn và anh em Châu Đức. Tỷ số là hòa, một tỷ số rất là mong muốn. Và sau trận đấu này, ban tổ chức chúng tôi cũng có một bữa tiệc nhẹ tại quán bạn Hữu Dê với những thực đơn rất là phong phú, bia thì 10 thùng nha, anh em cố gắng uống hết rồi về. Và cũng như cái sự thống nhất của tất cả anh em thì chúng ta hòa trên sân thì sẽ có một trận đấu tiếp tục tại bàn nhậu. Nếu như bàn nhậu không phân thắng bại thì sẽ có chầu karaoke. Đề nghị cả hai đội vào sân để ban tổ chức chúng tôi trao huy chương.
phụ chứ. Hết giờ, đặt rồi. Và mời tất cả chị em phụ nữ vô trao huy chương cho tất cả chị em các bạn động viên. Và mời MC Thạch sẽ đại diện cho à, quên, mời thầy Cảnh. Xin lỗi, thầy Cảnh còn ở đây không ạ? À, và chúng tôi thay mặt cho ban tổ chức cũng như là cựu sinh viên Du, xin mời thầy Cảnh sẽ đứng lên trao huy chương cho cả hai đội. Rồi mày mình mời thầy Cảnh rồi. Ok ok ok. Xin được mời cầu thủ hai đội với cả hội cổ động viên cũng là những cựu học sinh của trường Nguyễn Du. Và chúng ta nhanh chóng tiến vào sân để chúng ta chụp hình lưu niệm cũng như trao huy chương. Dạ, mong các anh chị chúng ta nhanh chân giùm ạ, tại vì sân có lịch đặt trận đấu tiếp theo vào lúc 6 giờ. Vì thế thời gian của chúng ta là rất ít. Mong các anh chị chúng ta nhanh chân giúp ban tổ chức chúng tôi. Nói đó nên là phải hỗ trợ 3 phút để cho nó có thời gian chết nữa. Tụi em đá trận tiếp theo hả? Dạ. Tụi em ghi danh sách giùm anh với. Ủa đá trận đá sân nào? Ủa tụi em đá không có live stream hả? Không có live stream mình như đá sân bên đây chứ. Có like à? Sao này có like mà? Dạ, ý là của anh đặt có like. Có like hả? Dạ. À, thấy không có like vậy tụi em ghi danh sách cho anh đi. Tụi em có đồ không vậy? Hay là bạn có áo bít vậy? Áo bít hả? Áo bít có nói rồi đây. Không có đồ hả? Dạ rồi, mong các anh chị chúng ta vô hàng nha, mình trao huy chương nha. Dạ sân, tại vì sân của tụi em phải bận đá trận tiếp theo, nên mong các anh chị chúng ta nhanh chân chúng ta vào hàng. Thank you.
team đặt, một team đặt đá. Tụi nó chờ thằng đặt sân lên. Hai đội tên gì em?